À, thí dụ như nhà mình à, có ngôi tam bảo, quý vị cứ hướng đến ngôi tam bảo vì lễ phật. À, dù mình có chiếc điện thoại hay là cái tivi, thì mình để à, ngay chỗ vị trí ngôi tam bảo mình hướng lên lại, ngay chỗ vị trí ngôi tam bảo mình hướng lên lại. Một là gì? Là nó có một cái đại chúng cho mình có lực mình tu hai là mình cũng nhìn Phật mình lại Phật. Nhà mình có ngôi tam bảo. Còn nếu như mình bất cứ ở chỗ nào thì mình chỉ cần có chiếc điện thoại mình cũng mình cũng tu chung được. Nhưng mà cái đặc biệt là quý vị đừng có bấm hình một mình những đức. Mà những đức thấy cái cái tivi trước mặt những đức này là một tấm hình những đức nó nhỏ trên thôi. Ở dưới nó có thêm bốn hàng nữa. Mà bốn hàng đó cũng mấy chục người đó. Thì tự nhiên mình nhìn cái hội chúng đang tu Giống như cái lực chúng để mình nương vào Để mình tu Thì tại gia đình vì tu sẽ không bao giờ ngán 100% Nghĩa là không cần thiết bấm một mình Những đức tỷ vị à. Nhưng mà giống như những đức ở đây Những đức của kia mấy chú bấm là một cái hình những đức Nhỏ trên như thế. Ở dưới có bốn hàng thì Nhìn thì những đức nhìn những người đưa tay đó là nó nằm ở trên vị trí trên những đức thấy họ tu chung với mình à, nó có một cái lực chúng để mà mình tu rất là đặc biệt tuyệt vời lắm quý vị nhớ kỹ đây là cái phương pháp tu mà gọi là áp dụng trong cái thời cuộc hiện đại này mà nhà nhà có lực tu nuôi vào thí dụ như nếu mà mình tu mà một mình mình niệm phật đi có khi mình tu giờ dắt nó không rõ ràng là mình nghĩ tu nhưng mà mình tu gì tuy là ít một tiếng thôi nhưng mà mình sẽ vô mình tu hết một tiếng tại vì người ta đang tu sao mình nghĩ tu được cái lực chúng đức chúng như biển cả Có nghĩa là người ta đang tu mình không nghĩ được Nên nhờ vậy mà cái thờ nào mình tu rõ thờ nấy luôn Rõ ràng thờ nấy thờ nấy Từng thờ mình tu nó rõ ràng hết luôn Tuy là có một tiếng thôi nhưng mà vì tu ghiền Chứ không phải diễn dẫn chơi đâu nghe à, Có những người lúc trước họ nói rằng Con có cái thời gian Phù hợp đúng giờ như tu chung Thì những đức nói cái vô tu Giờ nào đi vô tu được thì vô à, Giờ nào vô tu được thì vô thôi thì từ nơi đó mà họ vô họ tu một cái là tự nhiên họ tu quen luôn Thích luôn vậy đó à, đây Giống như một cái đạo tràng trên không chung Mà cái đường dây trên không chung này Bao nhiêu tần số này chúng ta kết hợp lại để cùng niệm Phật Thu thắng lắm quý vị Cực kỳ thu thắng luôn Vì biết rằng là cái thờ buổi tối này với thờ buổi sáng nha 1.500 thành viên tu Mà có những nhà là hai ba người, ba bốn người năm mươi người, hai chục người ba chục người cũng có cái đầu tràng ba người cũng có nữa thì những đức nghĩ rằng là cái số lượng người mấy ngàn người một lần tu à, còn cái thời 8 giờ à, cái thời 9 giờ sáng đó là tu buổi trưa đó là bây giờ nó lên tới khoảng cỡ hơn 700 hơn 700 thành viên thì nằm khoảng một ngàn người tu không à, khoảng một ngàn người tu còn buổi chiều là khoảng cỡ 850 người tu là vì cái số lượng rất đông là hai thời đó là ít hơn cái thời buổi buổi tối này với buổi sáng nha tối sáng đồng nhất hai thời chính luôn thì quý vị biết rằng là gia đình quý vị chỉ cần bật cái thờ tu này lên thôi thì giống như quý vị đem một mấy ngàn con người này về nhà quý vị luôn ở à, mấy ngàn con người này đang tu trong nhà quý vị đó cái quay lực này không đơn giản quý vị ơi à, nên quý vị tu nó sẽ hoàn toàn khác là một mình quý vị tu đơn lẻ một trăm phần luôn vì vào tu bây giờ nhà đức nhìn như là cái gia đình của dì tư vậy đó gia đình gì tư gì có mấy đứa bé ăn nít năm sáu đứa bé ăn nít mà nó tu <laughs> lấy vật mà thích ghiền luôn ham. nít gì đâu mà lấy vật giỏi thiệt là giỏi rồi gia đình của Phật tử Bình Dương có đứa bé nhỏ nhỏ nít lúc nào cũng tu với với bà với mẹ với gì tu suốt nhiều đứa nít nhưng mình đại diện một hai đứa thôi nào rồi là tán tháng nít chung đại diện đó, nít là giỏi đó. Nít mà biết lên tu là giỏi lắm. <laughs> nít người ta là khi nhiều đứa nó, thiếu duyên nó bấm điện thoại. Thấy không? Mấy đứa nít này nó niệm Phật là hay lắm á nghe. Mấy đứa nít này gần Tết cỡ nào nhưng đứa phải kiếm cách làm sao? Để bỏ bao thì xì thì xì mấy đứa nít nhỏ này phải... Động viên nít. Các vị nhớ câu này hay nè. Tỳ duyên là thật chất. Phan duyên là phương tiện. đại lão và thượng tình không ngày giảng này nói rằng là phương tiện thì độ 10 mà thật chắc thì độ một hai nhớ kỹ nghe ừ có nhiều khi những đứa đang lễ phật cái đứa nít đó, nó đang lễ phật đó, tại vì cái lớp đạo làm con mình mấy đứa nít nó quý mến những đứa lắm gặp những đứa lẫn cười à nên lúc quý vị thấy những đứa lễ phật những đứa cười lại cái đứa nít gì đó mà nó ham lên nó tục ừ. Chứ nó cười như thế mà nó không cười là nó buồn nó không tù nó nên nó nói là cái phương tiện nó độ đông lắm còn cái thật chắc thì mình hả? ít vô nổi vậy từ cái phương tiện mình dẫn dắt nó từ 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 từ, từ. đến ta vô đến ta tu từ từ nó 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 quen với vị nó nên cái tu hành ấy, mà nó vui ấy, thì tự nhiên tu nó ham lắm thích lắm nên mình cái sự tu tập của mình với vị cái gốc mà quan trọng mà mình gây dựng này, là càng tu càng dễ tính càng tu càng tha thứ vì sao làm được chỗ đó tin sâu nhân quả khi mình tin sâu nhân quả rồi càng tu càng dễ tính càng tu càng tha thứ càng tu càng không buồn giận ai để trong tâm quý vị mà chỉ cần như vậy là niệm phật đắc lực liền không nói dòng dối à. những đức hỏi vị bây giờ vì buồn giận người ta vì hận người ta vì chết người ta để trong tâm không vừa lòng không vừa ý làm sao quý vị niệm phật vô đây cái đó là sợ chi chướng đó nó chướng đó không có dẫn đâu cái đó là cái chướng đạo tâm mà cũng là chướng con đường giảng sanh của mình luôn á quý vị cái người mà tính nguyện niệm phật rồi càng tu càng dễ tính càng tu càng quan hệ càng tu càng mang tâm tha thứ thấy mình có lỗi thì mình tha thứ cho người có lỗi hôm nay cái lỗi đến người ta mình tha thứ cho người ta mai mốt cái lỗi mình đến với mình người ta tha thứ cho mình không? Như bản thân như Đức có lỗi người ta tha thứ cho người Đức thấy không? Thì người ta có lỗi như Đức sẽ tha thứ cho người ta thôi. Đó. Nên á, hôm nay á, mình cười người ta, ngày mai ai cười mình. Nên mình á, có con cháu, mình dạy con cháu mình. Con cháu mình cái gì nó cũng có một cái góc độ rất rõ ràng của nó. Dạy con cháu. Đó. Thí dụ như bất cứ một cái gì Chúng ta đến với con người cũng vậy nó rất rõ ràng đến cũng rõ ràng đi cũng rõ ràng cái này là cái quan trọng dữ lắm luôn nha mình đến với nhau nó cũng rất rõ ràng mình không đến với nhau một ngày nào mình gặp nhau nó cũng rất đặc biệt rất là đặc biệt nên những đức mong rằng những người mà hữu duyên mà đã từng đến với mình dù sao này ở một phương trời nào mình cũng cố gắng giữ cái tâm ăn chay niệm phật đừng có bỏ có khi thời gian mình được gầy dựng bảy tám năm 10 năm mà mình về nhà cái là mình bỏ ăn chay bỏ niệm phật uổng dữ lắm không phải chuyện giỡn đâu nhưng mà khó lắm phải có cái đầu kéo quý vị ơi nó không có cái người dẫn dắt không có cái đầu kéo là mình dễ bỏ cuộc dữ lắm á quý vị ừ. giống như ngày nào mình vô đây tu mình cũng được sự nhắc nhở này nó giữ cái tâm tu mình nó giữ cái tâm tu của mình nó. nên nó con người mình ưa có cái bệnh đó, mình thương mình cũng thương ké nữa mà mình ghét ai mình cũng ghét ké nữa <laughs> có okay, khi không phải chuyện của mình mà mình cũng đi ghét ghét nó quý vị nó lạ lắm nên mình nghe đạo mình phải nhận thức cho nó rõ ràng cái sống trong cuộc đời này phải tin nhân quả nghe nó nên nó, nó cái đạo tràng trên không chung này hay nè phải mở rộng ra phổ biến rộng ra nó mỗi một cái đoạn phía sau đó, để cái cách hướng dẫn chỉ người ta để vào cái room để cho người ta tu mà mỗi người ta vô tu là mình đang chỉ người ta niệm phật đó quý vị mỗi một cái đoạn nói chuyện gì phía sau mình để cái đoạn mà chỉ hướng dẫn người ta cài cái rung để người ta vào người ta tu đó nhớ kỹ cái chương trình của mình là chúng ta cùng cộng tu với tất cả những người khắp nơ nơ trong nước ngoài nước nhưng tuyệt đối chúng ta không có một cái làm gì như là từ thiện hay là gom góp tiền bạc hay bất cứ một cái gì Các quý vị nhớ nha chúng ta từ hôm nay là chúng ta là kết hợp lại tu hành thôi tu xong thờ rồi chuyện ai nấy làm chúng ta không có một chương trình từ thiện gì không có chương trình quyên góp gì không có số tài khoản gì hết luôn bất cứ ai cũng vậy riêng bản thân những đức là không có cái chỗ đó nghe từ hôm nay là dứt điểm lo tu thôi hướng dẫn phật tử tu thôi từ xa ai cũng cùng tu vậy thôi là được rồi nó cả đời mình gì cũng hạnh phúc quý vị giàu thì sống trong giàu mà nghèo thì sống trong nghèo Đấy không có cơm ăn đầy đủ thì ăn đầy đủ còn thiếu cơm thì ăn ít chút Thấy không nên chiều nay chiều nay còn có nửa lon gạo nấu nửa lon gạo ăn luôn nửa lon gạo mà bốn người mấy ông này không ăn dữ lắm cuối cùng những đứa còn nửa chén Ồ, oh, nửa chén nó ngon gì đâu quý vị ơi quý vị hồi cấp trước gạo nấu bớ thoải mái ăn không ngon nghe bây giờ <laughs> nấu gạo thiếu cuối cùng ăn quá thật ăn luôn nó nghĩa là hồi đó thì còn nói thầy trò bây giờ được thôi anh em huynh đệ thằng nào với nhanh đó ăn nhiều <laughs> nào với chọc đó đói gan chịu <laughs> có thêm cái bà mọc lù và nấu cơm ở bớ Lia lẹ bớ có quyền tôi biết rằng nó thấy chưa Con người đúng là lên vô xuống chuột Rõ ràng luôn Không ngờ được quý vị Không ngờ mà bây giờ những đức ngày hôm nay Mà có nửa lon gạo nóng. nó Nên thôi kệ Sống qua ngày thôi có sao đâu không? Từ từ chắc nghĩ chứ thôi cố gắng ăn hai, hai, hai buổi thôi Buổi tối khỏi ăn Thiếu gạo quá giờ mình ăn buổi tối nó gạo đâu nấu. Rồi ăn hai buổi. Buổi sáng rồi thôi người ăn gói mì. Buổi trưa ăn cơm. Kiếm bắp đồ trộn đồ dốt. Kể đi. Mình chị đó nghe mà tu dữ lắm. Tu dữ lắm. Ngày tu bốn thờ tu dữ lắm. Ừ, ok. Miễn chịu tu là được rồi. Nói gì cũng quay phải để cho vị tội nghiệp. Mà tội nghiệp cũng biết đâu. Tội nghiệp cho nó mệt nghe vậy được miễn ngày nào buổi nào như thế cũng lên tu chung là được rồi thấy không nó gì đó mà có chừng nó giảng sanh gì nữa, coi chừng, nó có chừng giảng sanh đấy nghe lúc trước mà phật tử mấy chục ngàn người có chừng không giảng sanh <laughs> em muốn ăn có cơm ăn có người vương lại cho ăn vậy có chừng không giảng sanh còn bây giờ mà, mà thiếu gạo có chừng giảng sanh nó chứ không phải chừng vẫn chơi đâu nghe nó à, nên từ nơi đó mà những đức nói với mấy hai anh em bên cạnh nó bây giờ lên bàn ăn Thằng nào ăn nhanh thì nó <laughs> nói ăn nào ăn chậm thì gác chịu. Nghe chưa? <laughs> Nhưng đức thì miệng rộng quý vị. Ăn nhanh. <laughs> Nên từ nơi đó thôi. Bây giờ mình sống vậy thôi. Sống qua ngày. Ngày hôm nay niệm Phật ngày nay. Ăn gì đó mà nó, nó, nó thoải mái. Ừ. Ok. Cuộc đời mà mình phải, phải, phải chấp nhận. Trong hoàn cảnh nào cũng, cũng cố gắng. Bữa nay còn nửa lo gạo ngày mai biết đâu người ta đem là bao gạo sắt ai biết được cái niệm phật đi tự nhiên biết đâu xác có người đem bao gạo bà già nào có đem lại là quắc lộ quá ừ, có bệnh ngộ gì đó nghe chưa nên không có lo nãy giờ mấy chú nói thầy yêu chú uh, gì uh, uh, cư sĩ những đức <laughs> kêu ngộ kêu cũng khó mới kêu chú quen cái gì. mai gạo đầu nấu những đức nói không có gạo thì ăn mì sao đâu Thấy không À, nên ý muốn nói là ý gì? trong hoàn cảnh nào cũng phải niệm vật nghe không à, trong hoàn cảnh nào cũng niệm vật cái niệm vật đi yên tâm đừng có lo à, cái đầu mai tự nhiên có chiếc taxi nó chở mấy bao gạo lần lượt sao ai biết được có khi <laughs> okay, nó giao lộn quý vị <laughs> ngộ lắm thì nó lạ lắm quý vị tự nhiên không biết địa chỉ đem gạo lại giao lộn à, giao lộn lấy luôn chứ sao vậy <laughs> không nên từ đó, đó, mình là người đi vào cái vị trong hoàn cảnh nào hơn okay. kệ gói cái buồn lại gói cái lo âu lại nghe không? gói lại liền ra mày sao nghe không? dù cỡ nào cũng đưa bộ mặt vui vẻ ra đó là cái đặc biệt nhất càng niệm phật sao mà tính tình sáng hẳn càng ít bây giờ thật sự mà nói đúng rõ ràng ít người hay thiệt không biết bực bội ai luôn lúc trước sống với mấy ngàn người không bực người này cũng bực người kia quan gia trái chủ khi nhiều bây giờ gói gọn còn có hai tên <laughs> hai tên thì nó lọc qua lượt là sàn tới sàn lôi còn hai tên hai tên còn sân si với ai nữa giờ Đấy không quay qua thì gặp ông ốm quay lại thì gặp ông mọc thì bị coi bây giờ mình không có còn của bỏ ai được nên cả ngày cái tâm trạng nó thoải mái nó niệm phật nó an lạc gì đâu đúng hay thì nên như Đức mong quý vị dù ở nhà mình nhưng đừng có buồn cái niệm phật đi cứ tới giờ lên tu rảnh bấm số niệm phật nó rảnh cái bấm số niệm phật ai với phật bấm ai vậy phật bấm nó, cứ cứ niệm phật này nên mà, mà, mà dịu ngọc được cái hổm giờ mà chạy qua bên cái cái nhà bên kia vẫn lâu mà chạy qua đây lại ở nhà nào thì ở yên nhà đó đi thì phải chạy tới chạy lui tùm lum tùm la, hiểu chưa? nên nhớ kỹ. nhà giống như cái 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 nhà đậu chàng 1 ở thì cứ ở yên cái nhà đậu chàng một nghe không? còn nhà đậu chàng một đã đầy rồi thì cái nhà đậu chàng hai ai qua nói qua. lâu lâu những đứa cũng ghé ngang những đứa thăm chút. <laughs> nhưng mà những đứa thường ở cái nhà một nó quen. lâu lâu thì mình cũng sắp xếp, xếp thời gian mình chạy qua đậu đậu chàng hai mình thăm, đậu chàng hai. Rồi đầu chàng hai này đầy xong mình mình xây thêm cái đầu chàng 3 thấy không? xây đầu chàng 3 mà đầy nữa mình xây đầu chàng 4. Chúng ta đưa lên cái chương trình có thể từ đây tới uh, Tết chúng ta sẽ xây thêm hai cái đầu tràng nữa nghe. <laughs> xây đầu chàng chích chờ nữa nghe quý vị. Chết chờ xây chỉ có nửa tiếng thôi. Nửa tiếng thôi là có cái đầu tràng chứa ngàn ngực. Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Nhưng mà khi tu thì kết hợp ngồi chung. Đúng là hay thiệt đúng là thời đại 4.0 tuyệt vời không? không phải tắc nghẹn giao thông không phải tập trung đông đúc <laughs> có nghĩa là tự nhà ai né ở mà lại quy về một chỗ để cùng tu hành ôi cách này nó hay gì đâu phước tịnh ơi phước tịnh đang ngồi tu tịnh đang ngồi tu kìa <laughs> tôi trên tivi thấy tên phước tịnh ok cách này hay phước tịnh đi đâu ông cũng chỉ người ta ai mà có cái duyên đó ông chỉ là lập cái rung cái viên để vô tu mai mốt quốc tịnh ông lập cái rung đi những người hữu duyên phật tử của ông người ta vô người ta tu cùng với ông mở rộng ra ở trên không chung cho nhiều đậu tràng đậu tràng bên ngoài thì có những khi người đông quá nó nó khó khăn chứ đậu tràng không chung là khỏi cần lo không có sợ nên từ nơi đó mình cứ lo niệm phật là đặc biệt nhất cho đó nên cái cái phổ biến cái cái cách tu này ra quý vị phổ biến rộng ra nghe tất cả mấy vị phật tử phải mở rộng cái cách này ra chỉ người ta vô đây tu chỉ người ta vô nhà này tu phước tịnh đi đâu chỉ người ta chỉ người ta là vô đi tu để người ta có lực lúc mình không có đến đó. người ta vô người ta tu chung nó ở nhà ai đó đang ở nhà ai đó nói chủ nhà mỗi ngày vô đi tu à. <laughs> bây giờ những đức thì sao mà kệ miễn sao mà niệm phật là thôi chứ có nghĩa là những đức sao mà kệ những đức miễn là những đức để niệm câu phật hiệu là mình cùng niệm chung thôi à mình tu chung thôi à con người mà ai không có sai ai không có tai tiếng có tiếng thì có tay thôi con miễn chia tay nhớ đức chịu niệm phật cả đời với vị được rồi đồng hành niệm phật cả đời với phật tử là được rồi vậy thôi à Đấy không thịnh si mặc kệ mình mình cứ ăn niệm phật là thôi chỉ cần quyết tâm đời này mình về cực lạc là được rồi quý vị thật sự luôn nên, đi đến đâu chỉ người ta để niệm phật những đức thích niệm phật thật sự rất là thích niệm phật nên hết lòng hết dạ đem cái môn tịnh độ này giới thiệu bằng cả tấm lòng cả đời mình luôn nó thật sự nhằn hạt gạo của chúng sanh trả ơn chúng sanh chỉ có cách niệm phật thôi quý vị Nên nguyện tam bảo giang hộ cho quý vị tính nguyện niệm phật kiên cố niệm cả đời không thối tâm khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc đi ơi ai di đào phật ai với đào phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha ai di đào phật ai di đào phật ai với đào phật ai di đào phật ai di đào phật chúc quý vị an lạc nha ai với đào phật